Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh lúc 1 giờ sáng nay khiến hai người tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng. Công an thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 1 giờ sáng nay tại km 13+750 thuộc cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh đoạn qua phường PS Ông Hải, cách trạm thu phí cầu Bạch Đằng 1 km. Xe ô tô tải biển kiểm soát 14C25087 và xe ô tô Mazda 3 biển kiểm soát 15A39390 đi cùng hướng Quảng Ninh - Hải Phòng chạm với nhau. Vụ va chạm khiến hai người tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bãi Cháy. Nạn nhân tử vong được xác định là NQH, tài xế xe tải, sinh năm 1968, trú khu 8, phường Yên Hải. Một người khác bên xe Mazda 3 tử vong tại chỗ nhưng chưa xác định được danh tính. Tại hiện trường, xe ô tô Mazda 3 biến dạng hoàn toàn, trần xe móp méo, sập toàn bộ dàn máy, xe tải bật tung phần chắn phí. A trước, hàng hóa tung tóe, văng xa 200 mét. Vụ tai